Hôm nay sứ giả sẽ đến thăm một gia đình tại khu dân cư rất đặc biệt của cộng đồng người Chăm tại thành phố Hồ Chí Minh để trao thử thách của gia đình tài tử. Và không biết là gia đình nào đây? Anh ơi, anh cho em hỏi khu dân cư của người Chăm là ở đâu vậy? Ở đây nè. Là ở đây ha? Đó là trường học á. À, cái đây là lớp học của người Chăm. Người Chăm. Chị biết nhà của chị Hà Mi La Phương. Dạ con chào gia đình mình. Gia đình cho con hỏi là nhà cô Hà Mi La Phương là ở đâu vậy? Dạ ở đây anh. Thằng ở đây hả? Dạ. Tới rồi. Dạ chào gia đình mình. Dạ cô Hà Mi La Phương là cô nào vậy? Đây là. Con mời con ngồi. Gia đình chị Hà Mi La Phương gồm có 6 thành viên. Chị Hà Mi La Phương, trưởng đoàn 38 tuổi. Mẹ chị Phương, cô Amina, năm nay 65 tuổi. Chú ruột chị Phương, Mali, 58 tuổi. Con trai Nguyễn Đình Saliman, 10 tuổi. Con gái Nguyễn Ngọc Sali, 8 tuổi. Cháu gái City Habibi, 13 tuổi. À, và gia đình mình là sống đây được bao nhiêu lâu rồi cô? Hình như là mấy chục năm rồi đó. Mấy chục năm rồi hả cô? Từ thời ông bà cho tới bây giờ khi là mẹ đẻ ra là ở thành phố rồi. À, bây giờ là con không biết là ai đã đăng ký cái chương trình gia đình tài tử này. Gia đình mình là ai là người đăng ký? Đây là người này đăng ký đi học kịch xong rồi là tự đăng ký luôn. Bắt gia đình bây giờ là phải là tham gia theo. Mà con có coi chương trình này nhiều chưa? Con thích chương trình này không? Thích không? À thích đúng không? À, gia đình mình thường thường những cái thời gian rảnh gia đình mình có chơi thể thao môn nào không chị? Chị có chơi thể thao môn nào không? Chị hả? Chị dạ. Tới là bóng chuyền, bóng gỗ hay là các môn thể thao chị đều biết. Bà có chơi môn thể thao nào không bà? Chị bánh đủ. Thử thách mà của gia đình tài tử sắp đưa ra cho mình là nó liên quan đến một môn thể thao. Bây giờ gia đình mình đón đây thử thách là cái gì? Chị nghĩ là chắc là bóng gỗ hả? Bóng gỗ. Còn con nghĩ là gì? Tưng banh lắm. Còn bà nghĩ là cái gì? Đừng nói bóng. Tưng banh quá hả? Tưng bóng. Tưng banh đúng không? Rồi bây giờ thử thách của gia đình mình sẽ là với đại gia đình yêu thể thao này thì không biết thử thách sẽ là gì đây. Bây giờ chị nha, chị phải thổi thật là nhẹ cho nó lăn vào những chai này và nó rớt cái ly này. Đó, gia đình mình nó hiểu được chơi chưa? Cố lên nha, gia đình nè. Cố lên. Rồi, từ từ thôi chị, từ từ thôi nha. Rồi, thổi lên. Lên, vô. Trời ơi, xém rồi. Vô. Hay quá chị ơi. Chú Tám. Cố lên, chú Tám. Cố lên. Cố lên, chú Tám. Còn hay quá chú Tám ơi. Cố lên. Cố. Hay quá con gái. Rồi, nãy giờ con thấy gia đình mình đó là 7 chai là cái thử thách được quá dễ dàng, bây giờ khó hơn. Tám chai nha, thử thách sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Thử thách của gia đình mình đó là thổi banh bóng bàn. Trong vòng 1 phút, người chơi phải thổi trái bóng qua 8 chai thủy tinh, dựng ngược và cuối cùng bóng phải rơi vào ly đã bố trí sẵn. Phần thi xem như thất bại, nếu hết thời gian quy định mà bóng không rơi được vào ly. Lưu ý, chỉ cần một trái bóng rơi vào và nằm trong ly là chiến thắng. Người chơi chỉ được thổi một hơi cho một trái bóng. Người chơi phải thực hiện nhiều lần trong thời gian quy định. Là bây giờ gia đình mình ai sẽ là người thử thách cái 8 chai đầu tiên này? Mời triệu gia đình, mời triệu. Trời ơi, qua luôn, qua. Trời ơi, là bây giờ là nói chung là 8 chai nó khó khăn hơn rất là nhiều. Là bây giờ gia đình mình cố lên nha. 2, 3, yeah. Hãy vỗ tay chào đón gia đình chị Hà Mi La Phương. Xin chào cả nhà. Được biết là ở nhà là bà rất là thích ca hát nhảy múa đúng không ạ? Sao? Dạ. À đâu thử cô dạ. Vừa múa vừa hát đúng không ạ? Dạ được. À, thử coi. Mà đừng có cười nha không? Dạ không có ai cười đâu. Dạ vui cười thôi. Hơn 60 rồi đấy. Còn trẻ lắm. Dạ. Ôi mắc cỡ quá. Chú Miền Linh là mắc cỡ quá.
mà cái ly lơ tơ lớn tuổi chắc giọng hơi khàn gì. Dạ không sao đâu, hát là hai câu thôi. Rồi hai câu, hai câu nha. Dạ rồi, rồi bắt đầu. Tay đi. Biết gây nữ xe, biết gây nữ xe, xa lắm bằng xa chăm. Không phải quét gầy thủ giờ em là mù. Chưa già lít tuân già, chưa già lít tuân già. Chà lạp mi xô lạc thọt gắn mẹ mơ. Hết. Dịch, dịch cái bài đó ra là sao cô? À cái bài đó này là Nhớ ơn Bác Hồn. À dạ. Cái phong tục của người Chăm mình á là nếu như mà lấy nhau đó dạ, thì mình sẽ có phong tục đám cưới như thế nào hả? Cái này đám cưới nó người Chăm chú vui lắm chú Linh. Dạ. Làm tới 3 ngày 3 đêm nữa. Rồi khi bên đó là rể, đưa rể qua nhà cô dâu. Nó tóm là bắt rể đó anh. Bắt rể hả? Bắt rể chứ không có làm dâu. Dạ. Thử thách vừa rồi nó có vui không? Dạ vui em. À, rất là vui. Rất vui đúng không? Dạ. Rồi tất cả chúng ta sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. À, sẵn sàng. 7 ngày qua họ luyện tập như thế nào? Cô Linh xin mời quý vị hướng về màn hình. Sau khi chia tay sứ giả, cả gia đình đã tụ tập đông đủ và cùng nhau luyện tập. Có vẻ như với 8 cái chai thì độ khó đã tăng lên rất nhiều. Và kết quả là... Chị Phương đã tìm ra nguyên lý để cho quả bóng bàn có thể đi đúng hướng, đó là... Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Tuy nhiên tình hình có vẻ vẫn chưa ổn. Trời ơi. Và bà ngoại đã quyết định ra tay. Ông nhà, có lẽ cái điện thoại tương lai vậy rồi đó. Nghe giờ mới nằm đi nè. Bí quyết đã được bà ngoại truyền thụ đó là cách điều chỉnh hơi. Và cả gia đình đã áp dụng rất thành công. Trời ơi, vô. Vô rồi. Và tất cả các thành viên đều có thể đưa thổi bóng rơi trúng vào ly. Bà vô kìa. Không những thế, thổi banh bàn qua chai đã trở thành trò chơi mới của các bạn trẻ trong khu dân cư. Sau 7 ngày tập luyện, tất cả thành viên trong gia đình chị Hamila Phương đều có thể thực hiện được thử thách với độ thành công cao. Bí quyết cho sự thành công chính là tâm lý vững vàng. Cũng chính vì thế, áp lực đè nặng lên vai người sẽ thực hiện thử thách tại phim trường. Liệu gia đình sẽ cử ai tham gia và người đó có đủ sự tự tin và bình tĩnh để vượt qua thử thách? Phải nói là 7 ngày qua thì họ luyện tập khá hiệu quả thưa quý vị. Trước khi thi thì chú Hồ Linh hỏi con nè, con tin rằng hôm nay gia đình mình sẽ chiến thắng không? Dạ chiến thắng. Chiến thắng. Theo con chiến thắng được 10 triệu thì chúng ta sẽ làm gì hả con trai? Sử dụng 10 triệu để mẹ mua đồ. Mua gì? Mua thức ăn cho. Mua thức ăn luôn? Cho cả 10 triệu mua hết thức ăn luôn. Nhìn là biết là tròn tròn vậy là mua thức ăn rồi ha. Đó là hy vọng thôi nha. Còn chưa biết. Chúng ta quyết định xem cử ra người nào sẽ là người chinh phục thử thách của chương trình. Dạ là mẹ con. Sao thấy bà thổi hay hơn mà? Nãy ngoại già. Ngoại già hả trời? Chê mà ngoại già nữa. Ngoại già ngoại yếu. Rồi thôi bây giờ là chắc chắn là mẹ ha. Mẹ Phương ha. Dạ. Và bây giờ xin mời chúng ta đón nhận thử thách. Trong vòng 1 phút, người chơi phải thổi trái bóng bàn qua 8 chai thủy tinh dựng ngược và cuối cùng bóng phải rơi vào ly đã bố trí sẵn. Phần thi xem như thất bại nếu hết thời gian quy định mà bóng không rơi được vào ly. Lưu ý, chỉ cần một trái bóng rơi vào và nằm trong ly là chiến thắng thôi. Người chơi chỉ được thổi một hơi cho một trái bóng chứ không được mình thổi nhiều hơi. Chúng ta sẽ kiểm tra xem bóng này thổi được hay không. Dạ bóng này em bữa giờ là ban tổ chức có cho gia đình em mượn để thử anh. Dạ đúng chưa? Dạ đúng anh. Cả nhà hiểu rõ luật chơi chưa? Dạ hiểu. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chiến thắng không? Chiến thắng. 10 triệu hay 1 triệu? 10 triệu.
Một triệu. Mười triệu. Một. Mười. Một. Mười. Một. Mười. 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 Thì mười. Chị chuẩn bị cho kỹ đi. Và chúng ta hít hơi thật sâu vào, điều hòa cái hơi thở. Bởi vì hơi mạnh quá cũng không được, mà nhẹ quá cũng không được, mà hơi méo qua một chút xíu cũng không được. Hy vọng là sẽ được. Hy vọng sẽ được. Gia đình có muốn chia sẻ gì để động viên của chị Phương hay không? Chị ơi, cố lên! Mẹ ơi! Bây giờ chị Phương mọi tập trung 100. Mọi người kêu cố lên là anh biết sao không? Tại vì em nói nếu em thắng được 10 triệu em cho 10 triệu. Sung lắm. Cố lên, 10 triệu đợi con đó con. Đưa luôn. Bình tĩnh nha con. Sẵn sàng. Tập trung hết sức mình. 1 phút. Bắt đầu. Quá đã, quá vui. Trời ơi, tôi không nghĩ tại sao lại lần đầu tiên lại được vậy. Để thử tôi xem thế nào nhá. Hay là chỉ có để cục hít gì đây không? Chơi không chơi cục hít nha. Quý vị đừng tưởng là dễ quý vị nha. Rất là khó. À quỳ mới thổi. Đứng thổi cái hơi nó xuống, mà nằm thổi hơi nó ngang. Cố lên, quyền lên, cố lên, quyền lên. 1 phút mà. Tiếp nữa anh. Vâng, như vậy là chúng ta đã thỏa mãn cái niềm vui rồi ha. Một tuần luyện tập qua đã có một cái kết quả tốt đẹp. Chúc mừng gia đình và chúng tôi xin trao gia đình giải thưởng. Đó là 10 triệu đồng. Đây, chúng ta có thể mua vật dụng cho gia đình, mua sách vở và có bữa liên hoan. Dạ, cảm ơn anh Đường Linh. Xin chào tạm biệt gia đình. Dạ. Xin chào tạm biệt anh. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Hẹn gặp lại tuần sau với gia đình tài tử phiên bản tài năng tổng hợp quý vị nha. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào.